Hội thảo quốc tế cập nhật xu hướng điều trị nám 2023 và lễ trao giải chương trình thoát nám cùng Mantilife được tổ chức bởi S-Latex với sự tham gia của rất nhiều các chuyên gia thẩm mỹ trong nước và quốc tế hàng đầu như Phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Phạm Hữu Nghị, nguyên trưởng khoa laser Bệnh viện Quân đội 108 Trung ương, Thạc sĩ, bác sĩ Vũ Văn Tiến, đại tá chủ nhiệm khoa kiêm phó bộ môn da liễu Bệnh viện Quân y 103, Học viện Quân y, đại diện cho các thương hiệu thiết bị y tế thẩm mỹ, hãng dược mỹ phẩm nổi tiếng thế giới như công ty Trung Mỹ, công ty Bimed, công ty Việt Can, thương hiệu mỹ phẩm Theris của Đức, hãng dược mỹ phẩm Nhật Bản Janami. Đặc biệt là sự góp mặt của hàng trăm khách hàng đến tham dự trực tiếp. Xin hân đồng nhiệt chào đón toàn thể các quý vị khách quý cùng các quý đối tác khách hàng thân thiết của S-Latex đã có mặt trong sự kiện đặc biệt trong buổi sáng ngày hôm nay với tên gọi lễ trao giải chương trình thoát nám cùng Mantilife và hội thảo quốc tế cập nhật xu hướng điều trị nám năm 2023 của S-Latex trong buổi sáng ngày hôm nay. Xu hướng điều trị nám 2023 cập nhật những công nghệ và những phương pháp trị nám mới nhất đến từ những quốc gia có ngành thẩm mỹ phát triển hàng đầu như Đức, Pháp, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc. Các chuyên gia đã chỉ ra rằng với mỗi bệnh nhân nám cần có phác đồ điều trị chuyên biệt để đạt được hiệu quả tốt nhất. Bên cạnh đó, so với trước đây, các phương pháp điều trị đơn lẻ không còn hiệu quả và chỉ đáp ứng được một phần trong nhu cầu trị nám. Mantilife là phác đồ duy nhất tại Việt Nam tích hợp trên 5 loại laser điều trị khác nhau trong cùng một phương pháp và liên tục cập nhật đáp ứng được đầy đủ những tiêu chuẩn trên, mang lại an toàn và hiệu quả cho bệnh nhân bị nám. Thoát nám cùng Mantilife là chương trình xã hội nhân văn hướng tới cộng đồng đầu tiên mà S-Latex cùng các đơn vị đồng hành bắt tay thực hiện ngay sau khi đổi sang tên thương hiệu mới. Chỉ trong vòng 10 ngày kể từ khi công bố chương trình, gần 200 hồ sơ đăng ký tham gia của những khách hàng bị nám trên phạm vi cả nước được gửi về cho chương trình. Tổng giá trị giải thưởng của chương trình lên đến 4 tỷ đồng đã được trao đến những khách hàng may mắn nhất của chương trình. Thông qua hội thảo quốc tế xu hướng điều trị nám 2023 và lễ trao giải chương trình thoát nám cùng Mantilife, S-Latex muốn giúp nâng cao kiến thức về điều trị nám và bảo vệ da khỏi các bệnh lý liên quan đến sắc tố dành cho mọi chị em phụ nữ, đặc biệt là các chị em đang tự ti vì nám, đồng thời mở ra hy vọng mới trong việc điều trị, giúp người bệnh thoát nám an toàn, hiệu quả. Từ đó giúp chị em nắm bắt nhiều cơ hội cho cuộc sống hạnh phúc, trọn vẹn hơn. Mantilife, da khỏe, nám bay, tự tin tỏa sáng.